Thì rất là cảm ơn cơ sở sản xuất đồ gỗ Đình Tám đã bàn giao cho gia đình một sập mình rất là ưng ý. Và cũng được biết qua trên YouTube cũng như là các kênh thông tin khác thì biết là cơ sở mình rất là uy tín. Dạ vâng. Và ngày hôm nay thì anh em trên cơ sở có cái dịp để xuống với gia đình của mình. Và gia đình mình rất là vui khi mà được sử dụng cái sản phẩm của công ty. Dạ vâng. Chúc toàn thể anh em trong công ty luôn luôn mạnh khỏe, năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn thật phát tài phát lộc. Ok, vâng, thì em thay mặt xưởng xin cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Trước hết thì qua tìm hiểu biết là cái đồ cái cửa hàng đồ gỗ Tùng Tám ấy là cũng là một cái cửa hàng có cái xưởng có quy mô khá là lớn. Dạ vâng. Và làm rất nhiều các cái đồ gỗ mà có cái yêu cầu kỹ thuật cao. Bà cũng đã lắp được rất nhiều các cái nơi. Sau đó thì tôi cũng tín nhiệm và đặt cái bộ hoành phi cô đối cho gia đình nhà mình. Thế sau khi mà lắp đặt hoàn chỉnh cũng ghi nhận. Dạ vâng. Là cửa hàng làm ăn rất là nghiêm túc, cẩn thận. Chất lượng sản phẩm cũng đạt yêu cầu tốt. Cho xoay mặt rồi, cảm ơn nhé. Dạ vâng ạ. Nói chung là cơ sở đồ gỗ Tùng Tám ở Văn Khúc thì gia đình tôi cũng có xuống để đặt một chiếc sở. Vâng ạ. Thế thì tôi cũng rất là ưng ý theo cái cơ sở đồ gỗ Tùng Tám đã nhiệt tình để coi anh xây dựng đóng góp cùng với gia đình chúng tôi, thì coi anh tôi rất là thoải mái. Dạ vâng, thế thì cháu cảm ơn chú nhé. Cảm ơn Lắc Tùng Tám ở với Văn Khúc huyện Cẩm Khê đóng cho gia đình một số bộ đồ nội thất bao gồm chiếc sập thờ và chiếc sập chân quỷ. Dạ. Và một bộ trường kỳ quấn. Vâng. Đạt như ý muốn. Vâng. Phù hợp với điều kiện của gia đình. Vâng, thì cháu thay mặt cơ sở là rất cảm ơn gia đình bác ạ. Vâng, tin tưởng và ủng hộ rất nhiều sản phẩm của cháu ạ. Vâng. Nói chung là trước tiên là tôi phải xin cảm ơn nhà gỗ của Tùng Tám. Vâng. Xin cảm ơn hai cháu đã lên lắp ráp gia đình. Vâng, vâng. Gia đình rất ưng và thích. Vâng, dạ dạ cháu cảm ơn nhé. Vâng, đây. Vâng, vâng. Nghe thấy cái giá cả hợp lý, chất lượng đóng tốt. Bác trước đã đóng một bộ sập thờ cái phản khuôn này của nhà mình đấy. Đúng rồi. Vâng. Bác thấy uy tín bác lại tiếp tục. Bác sẽ giới thiệu cho nhiều người. Dạ vâng. Cháu cảm ơn nhé. Chuẩn chỉ đấy. Vâng, vâng. Được gỗ lạt chọn tốt, đẹp. Bác gọi. Ok, chào cảm rất cảm ơn bác nhé. Rồi, ok. Rất là nhiều ấy. Mình mua rất là nhiều sản phẩm nhà cơ sở sản xuất của nhà Tám Tùng. Nói chung là sản phẩm nhà rất rất chất lượng. Và giá cả thì hợp lý. Vâng, phải chăng. Nói chung là rất là tốt. Vâng, nhà mình mua rất nhiều. Đây là lời cảm nhận bác nhé. Vâng, chào cảm ơn bác. Trước mắt là cứ cảm ơn vợ chồng bác Tùng. Với này anh em. Nói chung là cái sản phẩm đến giờ phút này là quá như ý rồi. Không chê trách cho vợ chồng rồi. Thì chú chắc là cũng biết xưởng qua chắc là chú xem trên mạng đúng không? Đúng rồi. Quá tuyệt vời rồi. Chú xem trên mạng và chúng đã tin tưởng và đặt hàng cơ sở, thì thay mặt cơ sở là rất cảm ơn chú và gia đình nhé, ủng hộ cho. Cảm ơn. Vâng. Rất tin tưởng cái đồ gỗ Tùng Tám này nên là đã chọn lâu lắm rồi đấy, chọn cách khoảng nửa năm và đã gửi tại xưởng quay bây giờ về. Thế là biết từ trước đúng không anh? Rồi anh biết từ trước rồi, anh biết cơ sở của mình nó cũng tương đối là uy tín với chất lượng, anh sẽ làm ở đấy mà. Anh cũng xem qua rồi. Cảm ơn cơ sở nhá. Dạ vâng, hôm nay em bàn anh em và bắt tay cái. Vâng, cảm ơn anh nhá. Chào nhá. Rồi, nói chung là anh em rất chi là nhiệt tình. Vâng. Và đồ của xưởng của mình rất tốt. Nói chung là đẹp. Đàng hoàng. Phải chuẩn Mita chứ không phải là... Anh đã tham khảo kỹ rồi và anh quyết định là đặt cơ sở của tôi từ Phú Thọ về Thanh Hóa này đây. Gần 300 cây số đơn vị nhá.